Ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc tạm dừng đón người dân Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam về quê. Theo đó, tạm dừng đón người dân Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam về quê, theo quyết định số 98 ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19. Lý do, căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch làm việc thống nhất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục đón bà con vào thời gian thích hợp nhất. Hiện nay, trên địa bàn Quảng Nam đang xuất hiện một số ổ dịch mới với nhiều ca dương tính trong cộng đồng. Tỉnh đang tập trung mọi lực lượng để dập dịch COVID-19. Các khu cách ly tập trung đang trưng dụng là các trường học cần phải bàn giao khử khuẩn, chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Tiến hành sắp xếp củng cố các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị trong bối cảnh các ca dương tính với SARS-CoV-2 ngày càng gia tăng, nhất là ca bệnh nặng, trong khi cơ sở vật chất, nhân lực y tế của tỉnh còn hạn chế. Thời gian áp dụng ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến khi có thông báo mới.